Hello, xin chào cả nhà. Chủ đề hôm nay là tip chọn đồ tươi ngon khi đi chợ mua thực phẩm. Mọi người cùng Lahu đi chọn thực phẩm tươi ngon cho bữa cơm nhà nhé. Đồng hành với chúng ta hôm nay có sự góp mặt của hai gương mặt siêu dễ thương của Lahu là hai bạn Phượng và Duyên. Cùng theo chân hai bạn đi chợ nào. Let's go. Đầu tiên chúng ta cùng ghé thăm quầy cửa hàng rau củ quả nhé. Đối với dưa hấu, chúng ta nên chọn những quả dưa có cuống dưa héo. Phần rốn là phần dưới đáy quả dưa nhỏ chứng tỏ dưa đã chín trên cây và phần vỏ mỏng, hoặc dùng tay gõ vào quả dưa. Nếu quả dưa phát ra tiếng bịch chứng tỏ là quả già, ngọt, âm thanh đanh hơn thì là dưa non, âm thanh kêu bộp bộp thì là dưa chín già nhưng bị nẫu ruột bên trong, không nên mua. Nếu là táo, quả táo ngon và mọng nước sẽ khá tròn, cứng và cầm nặng tay. Ấn tay vào quả táo thấy cứng, mọng thì quả táo đó là quả táo ngon. Thử búng tay vào quả táo, nếu âm thanh to rõ thì đó là táo giòn và ngon. Những quả cam ngon thường có hình dáng tròn đều, không bị méo mó, không bị bên to bên nhỏ, vỏ bên ngoài vẫn còn tươi, đặc biệt phải còn cuống lá. Khi dùng tay chạm nhẹ vào phần cuống không bị rụng, vỏ bên ngoài không quá sần sùi, phần núm ngay đầu quả cam phải có vỏ dày, hơi nhô cao thì quả sẽ ngon ngọt hơn. Đừng quên thêm vài trái chuối để bổ sung chất xơ nhé. Các loại rau củ quả khác nên chọn các loại rau củ tươi xanh, còn nguyên vẹn, không bị dập nát hoặc thâm nhũng. Loại rau củ quả tươi thường có màu sắc rất tự nhiên và không bị héo úa. Nếu phát hiện thấy màu sắc bất thường thì không nên chọn mua để đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Hãy quan sát cuống lá, cuống quả, núm quả để kiểm tra có bị dính chất lạ hay không. Đồng thời, quan sát bằng mắt để phát hiện các vết lấm tấm hoặc vết trắng, vết lạ ở rau củ. Nếu gặp trường hợp này bạn không nên chọn mua chúng nữa. Dinh dưỡng và vitamin trong các loại rau củ quả rất cần thiết cho cơ thể của chúng ta. Ngoài ra, ăn nhiều rau củ quả giúp chúng ta ngăn ngừa được một số bệnh về tim mạch, huyết áp cao, đường tiêu hóa v.v. Đối với cá ướp lạnh, mắt cá trong, sáng rõ, không bị đục và hơi phồng lên một chút, giác mạc có sự đàn hồi, mang cá có màu hồng đỏ, dính chặt với hoa khế và không bị nhớt. Đối với cua, chị em nên chọn cua có vỏ ngoài màu xám đục, chân và càng khỏe, linh hoạt. Cá tươi nhất khi còn sống, bạn nên chọn những con bơi khỏe, có mắt trong suốt, mang hồng, lớp vảy óng ánh và da không có màu lạ. Thịt tươi có lớp màng khô, có màu đỏ tươi, bề mặt hơi xe lại mặt cắt miếng thịt có màu hồng sáng, da trắng hồng mềm mại, phần mỡ có màu sáng, chắc có mùi thơm đặc trưng, phần khớp xương láng và trong, tủy xương bám chặt vào thành ống và trong suốt, thịt tươi sẽ có mùi thơm đặc trưng, miếng thịt không ngon sẽ có mùi hôi khó chịu và tanh. Lấy ngón tay ấn vào thịt rồi buông ra, nếu không để lại dấu tay, thớ thịt đàn hồi nhanh và có màu đỏ hồng thì đó là thịt tươi, nếu miếng thịt còn để lại dấu tay thì đã ôi. Đảm bảo thịt đã được đóng dấu kiểm soát giết mổ hoặc dán tem kiểm tra vệ sinh thú y trước khi đưa ra lưu thông tiêu thụ trong nước hoặc xuất khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành. Bổ sung thêm vài chiếc trứng xinh xinh nữa nhé. Vẫn không quên vui đùa trong siêu thị, kẹo nào, cuối cùng là tới tiết mục tính tiền. Cảm ơn mọi người đã cùng nhau lắng nghe và theo dõi hết video này nhé, cùng chờ đợi những video chia sẻ khác vào tuần tiếp theo nhé, tạm biệt mọi người.